Văn Ý thân mến, khi mà biết được Ý sẽ làm khách mời của chương trình thì trong đầu của anh nảy ra rất nhiều những câu hỏi vì sao. Đầu tiên, vì sao Phúc San với Ý là số 1? Khi mà em được tập luyện tại Phúc San thì em cảm thấy được thoải mái, trải hết cái lòng đam mê của mình và được chụp bóng, được cản phá những trái bóng Phúc San. Em cảm thấy mình vui khi chơi futsal. Cái cảm xúc là điều rất quan trọng đúng không? Dạ. Xưa thì Ý đã tập bóng chuyền rồi và anh được biết là Ý tập bóng chuyền còn trước khi tập futsal cơ. Thế tại sao lại chọn futsal mà không phải là chọn bóng chuyền? Mà em đi học ở đại học ở Đà Nẵng thì em chọn ngành bóng chuyền để em học. Từ khi em vào thành phố Hồ Chí Minh thì em có được các thầy chỉ và từ đó em cảm thấy em đam mê cái bộ môn futsal này. Vẫn một câu hỏi tại sao nhé. Như cái phần giới thiệu vừa rồi thì Ý lại không quan tâm lắm tới bóng đá thì anh cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì là bóng đá và futsal gần như là hai anh em vậy. Nó rất là giống nhau và rất là gần nhau. Thế vì sao? Lại một câu hỏi vì sao? Em cũng không biết tại sao nhưng mà em chỉ nhớ những cái tên những người nổi tiếng thôi. Như Ronaldo hay Messi thì em có biết. Còn về đam mê để thức khi để xem các trận bóng thì hầu như khuya thì khó, bởi vì hôm sau mà phải tập, làm sao mà thức khuya đúng không? Làm sao đảm bảo sức khỏe để hôm sau lại tập với cái cường độ rất là lớn đúng không? Cả câu lạc bộ rồi đội tuyển, cái lịch thi đấu nó liên tục như vậy. Một câu hỏi vì sao cuối cùng nhá. Vì sao lại là thủ môn mà không phải là các vị trí khác? Mà anh biết là các vị trí khác ấy, đặc biệt là pivot thì ví dụ như là mình bỏ lỡ 10 cơ hội mà mình chỉ cần ghi 1-2 bàn thôi, có khi lại thành người hùng. Nhưng mà thủ môn thì ngược lại, mình có thể cản phá xuất sắc 10 cơ hội nhưng mà có khi chỉ một lần sai lầm thôi, có khi lại trở thành tội đồ. Tức là cái áp lực của thủ môn nó rất là lớn. Thủ môn thì rất là, em nghĩ đó rất là cực, trong cái quá trình tập luyện của về thủ môn rất là nặng, đi tập nhiều hơn các cầu thủ rất là nhiều, về những ăn bóng vào mặt, ngực, tay, chân, bầm, sưng gì thì đau lắm nhỉ? Dạ, rất là đau. Nhưng mà kiểu công việc của mình thì nó là mỗi lần tập luyện như vậy thì em thấy đam mê, rất là vui.